Hôm qua đến hôm qua thì Bibi làm cho tôi một rất là lo lắng. Nửa đêm Bibi có triệu chứng rất là lạ. Bị dậy à? Đi ăn đi. Đấy, mọi người thấy chưa? Bibi bố lo lắng quá, Bibi sức khỏe rất là ok. Đây, quà cho mẹ con này. Chúng ta đi ta đi. Nhiều quá đó, chị nhiều quá. Thì Bibi làm cho tôi một rất là lo lắng. Nửa đêm Bibi có triệu chứng rất là lạ. Rất là may thì lo lắng đưa đến bác sĩ và bác sĩ kết luận là Bibi không sao. Thế do Bibi ăn hơi nhiều, còn với này Bibi buồn ngủ, cho nên là Bibi có triệu chứng lạ. Cá nhân bố lo lắng nên bố đã đưa Bibi đến bệnh viện kiểm tra. Thật là rất may Bibi không bị làm sao cả. Mà tôi rất mừng. Hiện giờ thì Bibi đang ngủ. Tôi dậy sớm và tôi làm sẵn đồ ăn cho Bibi để Bibi thì Bibi ăn. Bibi thì chung mấy ngày vừa rồi ăn khá nhiều. Khá nhiều đồ ăn. Nhưng thật may mắn là hôm qua đi bác sĩ thì nó không sao. Bí dậy là đi ăn đi. Đấy, mọi người thấy chưa? Bibi bố lo lắng quá, Bibi sức khỏe rất là ok. May mắn là Bi không bị làm sao. Em bác sĩ bảo là có gì nếu mà có gì không phải thì theo dõi, nhưng mà thấy bố thấy sáng ngủ dậy như thế này Bi khá là ổn ạ. Đấy rồi. Cái một ít nho này nhé. May sao là không sao. Ăn sắp tới thì bố phải hạn chế một số thức ăn khác cho Bibi, như trái cây thì sẽ cho Bibi ăn thường xuyên thôi. Ăn không? Ăn đi, ăn mạnh vào. Ăn nhiều trái cây vào nhá.
đi ăn. Muốn à? Ba trăm ba đi thử. Nó hơi lắm. Ừ. Anh ăn thử. Mẹ bắt ở trên đây đi. Đi xuống nào. Nhâm ơi. Nhâm về đây đâu. Đi xuống. Nhâm nào. Xuống. Xuống đấy. Rồi. Cái này Nhâm đi xuống đi. Xuống đây. Rơi cái này nó. Xuống. Rồi. Okay. Cái này là hình như là đây này. Đây. Thế này giống nhau. Cái này không biết. À cái này. Đưa lại đi. 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 Đưa l
thấy này. À, rồi, cái này tính cháu đấy. Hả? À, giờ đến cái này. Nhiều quá lắm, chị nhiều quá. Đó. Em nào. Được chưa? Hả? Ờ, lên đi. À. Này. Cái này ốc này đi biết. Đi lên đi lên. Đi lên đi lên. Anh. Cái này nhà của mèo chứ nhà của bí đâu. Hiểu không? Nhà của bí đây này. Nhà bí to đùng nha. Hiểu không? Ừ? Cái nhà bí đâu mà bí vào đấy. Ừ? À. À. Đẹp rồi. Đây. Bị lên đây này, lên. Lên đây. Từ đấy, từ đấy nhá. Đặt nhá. Rồi. Chặt cái này ở đấy đây. Vặn này này đi này, vặn này này. Ừ. Thấy không? Ừ. Rồi. Đây. Đây. Cái này lên lên á. Ừ. Mình thích chơi nữa. Mình thích quá vậy nữa. Sao đấy mèo? Hả?
Nó là mèo con. Hả? 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 Đây, phòng của mèo con đấy nhá. Nhá. Còn hết sao à? Đây đấy, đang chăm mèo con xuống nhá. Hả? Sao vậy? Ừ? Đi nào. Xuống đây. Xuống đây. Đẹp lắm. Nào, nó thực sự nào. Cho đi nào đây. Nha, à, đi nào đây này. Nào mèo con cho vui nhá. Nào. Đấy. Thấy không? Nào. Đây nào. À, đi. Đây. Đấy, thấy chưa? À, thấy không? Ừ. À, phải ngoan chơi với mèo, phải ngoan nhé, đừng đánh mèo nhé. Mèo còn cho chơi. Thấy chưa? Đó. Phải chơi cho mèo con. Chưa? Đó. Sau đây là một món quà nữa. Một món quà nữa. Chúng ta đã nhận được mấy đứa mà mình chưa phúc con. Chưa phúc con. Những cái kia. Chưa, chuẩn bị nhanh lên. Xuống. Chơi mèo là điều do một người chị để khán giả ngắm mộ BB để trả cho BB nhé. Qua này thì hay là một quà rất là ý nghĩa. BB có một chế biến lắp thế nào ấy. Rất nhiều quà mọi người nhé.
Cảm ơn tình cảm của bạn, các bạn đã dành cho BB. Bây giờ này, rồi ok, đi đánh cho mẹ con chém nhá. Bây giờ này, còn đây, bây giờ này, anh lên, rồi đi cầm này, đi, đấy, anh lên cầm, cầm, tay anh nhá, tay nhá, hai tay, rồi đứng yên nào, đứng yên nào, giờ cho mẹ con chém nhá, đi cầm nào. Bị đánh nhé, bị đánh nhé. Ghi lần đầu làm quen cho nên nó hơi hơi lạ. Bị đánh nhé, bị đánh. Ok, bị đánh nhé. Món quà rất là đặc biệt nhé. Ok, đấy thì hôm nay thì nãy giờ bố không bận lắp đặt. Thì hôm nay thì thay mặt gia đình cũng thay mặt BB là xin cảm ơn một khán giả Lý Trang In đã có thêm hai món quà mới dành tặng cho BB và mèo con. Thì mèo con mọi người thấy đấy, mèo con đang rất là hạnh phúc này, mèo con lên gym để ngủ. Đấy, thì hiện tại mèo con cũng đang rất thích cái chỗ này. Mèo con có thể là nằm ngủ rất là thích. Thì BB hơi lạ lẫm nhưng mà dần dần bố để cố gắng dạy BB biết chơi trống. Thế nhỉ? Món quà này rất là ý nghĩa đấy. Thì cảm ơn Lý Trang In đã dành những món quà rất là ý nghĩa này cho BB và gia đình. Món quà này thì nó sẽ về mặt giáo dục ấy, thì BB sẽ học được thêm một số từ của âm nhạc. Còn mèo con thì có thêm chỗ rất là thích thú. Đấy, mèo con đang dần làm quen thôi, mới đầu là lầm nhưng mà mèo con rất là thích cái ngôi nhà này. Thì bản thân bố một lần nữa xin thay mặt cảm ơn bạn Lý Trang In đã gửi món quà rất là nhiều. Hôm nọ thì Trang In đã gửi cho BB một chiếc ô tô ở đằng kia. Đấy, thì những món quà đấy chỉ là quý giá đối với BB. Đấy. Thì thay mặt BB xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn yêu quý và luôn theo dõi BB. Những món quà của các bạn thì bố
để dùng đấy để làm những cái kỷ niệm đặc biệt đối với BB với nhỉ? Thì xin cảm ơn tất cả mọi người nhé, món quà ý nghĩa rất nhiều. Bố và BB xin lời chào tất cả các bạn nhé. Đi giơ tay chào mọi người đi. Đi giơ tay lên, giơ tay lên. Xin chào nhá. Chào tất cả mọi người. Xin chào. Chào. Cảm ơn. Đấy, BB ra chơi đi. Đi ra chơi để bài kiểm nhá. Chào mọi người rồi nhá. Đi chơi. Đi chơi. Rồi, đi chơi đấy đi. Bài kiểm nhá. Chơi đấy đi, chơi đi mấy con đi. Bài kiểm nhá. Chơi, chơi mấy con đi. Chơi mấy con à. Chị chồng à? Hả? Nào? Rồi. Chị chồng chưa? Lấy cùng mẹ con mà. Lấy cùng mẹ con đi làm sao?